Lần đầu tiên, một chương trình du lịch online được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Nghệ An thực hiện với mong muốn giới thiệu và giúp du khách trong và ngoài tỉnh được khám phá những địa điểm du lịch đẹp tại Nghệ An. Trong số phát sóng đầu tiên của chương trình, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến thăm khu di tích Kim Liên và lắng nghe những câu chuyện về thuở thiếu thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình người. Chương trình được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 12 trên kênh fanpage Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An và fanpage Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Truyền thông Vinh Media. Kính mời quý vị và các bạn đón xem.